Ngày 17 tháng 12, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc tân dược giả cực lớn. Nhóm 7 đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Xuân Cường sinh năm 1976, Ao Vạn Hạnh sinh năm 1997, Trương Phong Hào sinh năm 1998, Trương Thùy Trinh sinh năm 1973 cùng ngụ quận 8, Huỳnh Nhật Khoa sinh năm 1998, Phạm Quốc Quyền sinh năm 1979 cùng ngụ quận 10 và Đặng Văn Hóa sinh năm 1982 ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả và mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Trước đó, ngày 13 tháng 12, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận 8 phối hợp cùng công an quận 8 ập vào bãi xe không số nằm ở đường Cao Lỗ, phường 4 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Công an bắt quả tang Cường Hạnh Hào Trinh đang có hành vi sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh. Công an thu giữ gần 9.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh các loại như tepin, codein, decotin, asmacot, lotan. Đây là các loại thuốc kháng sinh trị ho, hen suyễn, giảm đau. Qua làm việc, nhóm này thừa nhận sản xuất thuốc giả, sau đó bỏ mối cho các đại lý kinh doanh thuốc để tuồn vào các cửa hàng chợ thuốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều tra mở rộng ngày 14 tháng 12, công an tiếp tục bắt giữ Khoa, Quyền ở căn nhà trên đường Tô Hiến Thành gần chợ thuốc Tây ở quận 10. Khám xét chỗ của Khoa, công an thu gần 9.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhãn hiệu các loại như Gon 500, Silicot 200, Cephalicin 500, Tepin Codein Viên Nang, Tepin Codein Viên Nén, Ciprosacin 500, Decotin, Asmacot, Cephapharmacy 500, Cefaxrosil 500, Amoxicillin 500. Khám xét chỗ của quyền, công an thu giữ gần 1.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhãn hiệu. Metronidazole, Asmacot, đây là hai loại thuốc trị nấm và hen suyễn. Qua làm việc, cả hai thừa nhận mua thuốc giả của nhóm Cường để bán lại cho các cửa hàng thuốc Tây chợ thuốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 16 tháng 12, công an ập vào căn nhà ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt giữ hóa đang có hành vi sản xuất thuốc giả, thu 2.706 sản phẩm thuốc chữa bệnh có nhãn hiệu Ciprosacin 500 và Alpactam. Đây là hai loại thuốc kháng sinh đặc trị nhiễm trùng và nhiễm khuẩn đường hô hấp. Đến nay, công an đã kiểm được khoảng 20.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhãn hiệu các loại, được sản xuất giả trị giá hàng tỷ đồng.